Hello, đây là phần 2 của clip ha. Coi như là phần 2 là toàn là những dụng cụ nhà bếp, nhà vệ sinh ha. Đó, các bạn coi cái này toàn bộ hàng mới nha, chưa qua sử dụng. Hàng này là các bạn mua 3 món trở lên thì mình miễn phí ship ha. Còn một món hoặc là hai món thì tự trả phí ship nha. Đó, bây giờ là coi như là nếu mà các bạn mua 3 món trở lên thì mình miễn phí ship. Hàng này là toàn bộ hàng inox 304 ha. Đó, mình xin giới thiệu hàng inox 304 nha. Đó, đây là hàng Trung Quốc nhưng mà hàng hàng chính hãng nha, là inox 304, hàng mình đã xài rồi. Đó, mình mới giới thiệu lên ha. Rồi bây giờ mình cũng không có nói dài dòng nữa. Bây giờ là trước hết là mình giới thiệu là coi như là những cái van nước. Cái van này là van ở chỗ mấy cái van chữ T ha. Van chữ T là nó bắt vô tường. Đó, bắt vô tường. Đó. Một bên là vô vòi xịt và một bên là vòi vô cái bồn chứa nước của toilet ha. Cái này là van khóa. Đó, khi mình sửa chữa cái gì mình khóa lại là nó không có nước chảy ra ha. Nó có cái van khóa đó. Cái này là số 1 ha, số 1 80 ngàn một cái nha. Số 1 80 ngàn một cái, nó gần có màu đỏ màu xanh đó, màu đỏ màu xanh. Van chữ T số 1 màu đỏ màu xanh đó, 80 ngàn một cái. Rồi tiếp theo cũng là van chữ T nhưng mà cái này là tròn, cái này đầu này inox luôn. Hồi nãy cái đầu kia đầu nhựa nha, cái này đầu inox đó. Cái đầu này là vô 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 trong tường ha. Đầu này ra vòi xịt, đầu này vô bồn chứa nước của toilet đó, vặn qua vặn lại ha. Đầu inox. Cái này số 2 là 90 ngàn ha. Đó, các bạn mua 3 cái là mình miễn phí ship nha. Rồi tiếp theo là số 4 là một cái gạch gù. Đó, nó gồm có một chai keo và một con ốc inox, một tắc kè. Đó, cái này là giá đợi vòi sen. Đó, cái vòi sen ha, giá đợi vòi sen. Nó là quay 360 độ ha. Đó, 360 độ. Cái này là 130 ngàn một cái nha. Đó, inox. Cái này nó dặn được da nha, dặn da để cho mình siết ốc nha. Đó, cái này nó dặn được da nha. Đó, mình bắt ốc vô tường ha, bắt vô tường rồi lặn vô lại ha. Đó, SUS 304 ha. Đó, nó gồm có một chai keo và một con tắc kè và một cái tán inox luôn, con ốc inox ha. Rồi 130 ngàn một cái là con số 3. Số 3 là 130 ngàn một cái ha. Rồi số 4. Cái này là số 4 ha. Là một cái dây cấp nước. Dây cấp nước nó gồm có là 40 cm và 50 cm ha. Đây là inox hết nha. Đó, nó có cái đầu cho mình dặn luôn. Nó có đầu cho mình dặn luôn ha. Dặn đầu nào cũng được ha. Đó, cái này dây dây 40 nè, 85 ngàn một sợi ha. 50 thì 100 ngàn ha. Đó, dây cấp nước là số 4 ha. Dây cấp nước có 40 cm và 50 cm nha. 40 cm là 85 ngàn và 50 cm là 100 ngàn. Rồi,
Rồi số 6 là một cái dây vòi sen. Đó, dây vòi sen. Dây này cũng là dây inox luôn nha. Đó, dây vòi sen. Cái này dài 1,5 m nha. Dây này thì 120.000 một sợi nha. 120.000 một sợi. Đó, dây vòi sen. Nó là có giòn, có độ ở trong luôn nha. Đó. Nó có giòn độ ở trong luôn. Là 120.000 một sợi ha. Đó, dây của vòi sen ha, 120.000 một sợi. Rồi tiếp theo là một cái ti trượt. Một cái ti trượt của vòi sen ha. Đó. Ti trượt ha, mình ấn chỗ này ha. Ấn chỗ này, trượt lên trượt xuống ha. Độ dài trượt, độ trượt của nó là 50 cm. Đó, là nửa mét nha. Nửa mét. Đó. Mình ấn vô làm trượt ha. Còn mình buông ra là nó giữ lại ha. Đó, của nó là gồm có là coi như là cái hộp đựng nè. Đó, hộp của nó ha. Nó gồm có một cái lục giác và hai con tán. Ba con tán ha. Ba con tán. Inox. Và ba cái tắc kê ha. Đó. Lục giác để mình mở cái này để mình siết vô tường ha. Cái này là 300.000 một cái nha. 300.000 một cây. Đó. 300.000 một cây. Đi trượt. Rồi, đây là cái vòi lavabo. Rồi, lavabo ha. Đó, đây là một cái vòi lavabo. Cái này là 300.000 một cái nha. Đó. Để qua bẻ lại ha. 300.000 một cái. Lòi lavabo chậu rửa mặt nha. 300.000. Rồi tiếp theo đây cũng là một cái vòi lavabo nhưng mà kiểu là thiên nga. Nó lớn hơn và nó nặng hơn. Đó. Cũng là bẻ qua bẻ lại. Cái này là cái kiểu thiên nga, cái mỏ thiên nga ha. Đó, cái này là 350.000. Đó. Vòi lavabo chậu rửa mặt. Đó, có giòn có đồ đầy đủ ha. Inox 304 nha các bạn. Đó. Số 12 nè. Cái này là số 12, 350.000. Hồi nãy cái kia là số cái này là cũng là chậu rửa mặt thường. Cái này là cái không có kiểu. Cái này là số 11, 300.000. Rồi số 14. Số 14 là một cái vòi rửa chén. Đó, vòi rửa chén ha. Inox, cái này là kiểu của nó là vuông. Ha, vuông. Cái này bẻ qua bẻ lại ha. Đó, bẻ qua bẻ lại được. Đó, cái này cắn bướm ha. Đó. Cái này là số 14, 300.000. 300.000. Các bạn mua 3 sản phẩm trở lên là miễn phí ship nha. Còn mua một sản phẩm, hai sản phẩm là tự trả ship ha. Rồi số 14 ha. Nó cũng là cái vòi rửa chén nhưng mà cái này nó kiểu nó màu, kiểu nó là tròn. Đó. Cái cần gạt đây là cái ti. Đó. Nó cũng là giống cái kia thôi. Đó, bẻ qua bẻ lại ha. Đó. Cái này cũng 300.000 ha. Cái kiểu nó khác thôi. Một cái tròn, một cái vuông. Đó, 300.000. Số 14 ha.
Rồi số 14B. Số 14B là cái cốt này bằng thao. Đó. Cái này là inoxy ha. Đó. 14B. Đó. Cái này thì nó dạng nó đẹp hơn, nó làm kiểu cỏ đẹp hơn. Đó. Cái này nó có cái bi ha. Đó. Đó, nó dặn nó kêu kẹt nha. Đó. Đó, cái này là 330.000 một cây ha. 330.000 một cây. Vòi giữa chén lạnh. Rồi số 15. Số 15 là một cái vòi xịt. Vòi xịt toilet ha. Cái này là lò xo. Ống lò xo. Đó, một bộ của nó ha. Cái này là gắn vô tường ha. Đó, một bên là vòi xịt ha. Một bên là vô cái bồn cầu. Cái bồn chứa nước của bồn cầu ha. Đó, một bộ của nó là 350.000 nha. À, cái này là 300.000. 300.000. Đúng rồi. Đó, một bộ của nó là 300.000. Cái này là vòi xịt toilet lò xo 300.000. Có luôn cái gá đỡ ha. Một bộ gá đỡ chữ T van nước. Đó, một bộ là 300.000 ha. Rồi tiếp theo cái số 15. Hồi nãy là 15B nha. 15A. 15A là vòi xịt 15A nè. 15A vòi xịt toilet dạng lò xo. Đó, dạng lò xo 300.000 ha. Rồi, bây giờ tới số 15. Số 15 là cũng là vòi xịt toilet. Nhưng mà cái này là dây inox. Dây inox của nó là coi như dài 1 mét ha. 1 mét. Đó. Nó cũng giống cái kia thôi. Nó chỉ khác cái dây thôi. Đó, cái này là 350.000 ha. Số 15 vòi xịt toilet 350.000 một bộ. Đó, một bộ của nó vậy ha. 350.000. Rồi số 16. Số 16 là một cái van nước. Cái van nước này mình để ngoài trời nè. Đó. Ngoài hiên hay là cái gì đó. Cái này là xả nè. Nó kèm theo một cái đầu. Đó, mình dẫn cái này ra, mình thay đầu này vô, mình gắn ống nè. Gắn cái ống vô, mình nối ống ra giữa xe hay là tưới cây ha. Rồi cái này là nó dài là 160.000 ha. Cái này mình tạm thời mình để cho đây cỏ vớt. Đó, mình để vô cỏ vớt ha. Cái gen của nó là gen của quốc tế nha. Đó, FUS 304 ha. Cái này là số 9 ha. 160.000. 160.000 ha. Cái vòi dài. Rồi tiếp theo là số 10. Số 10 là một cái vòi hai đầu. Đó. Thường thường người ta kêu là cái vòi này là mình để một đầu này á, mình gắn vô cái vòi sen và đầu này là vòi xả ha, là cái lạnh ha. Cái này là thuộc về cái cụm nước lạnh. Đó. Cái này là cái van để mà lên vòi sen hoặc là mình gắn ở ngoài hiên á, một cái tưới cây, một cái một bên là giữa tay chân, bên này là tưới cây hoặc là giữa xe ha. Rồi cái này là 300.000. 300.000 cái vòi hai đầu ra 300.000. Đó, một bộ vậy 300.000 là số 10 ha. 300.000. Đây số 13. Số 13 là một cái vòi sen bông cúc. Nó có chế độ chỉnh ha. Hai chế độ chỉnh. Chỉnh qua chỉnh lại cũng được ha. Hai chế độ. Coi như là mình chỉnh cái nước thẳng hoặc là nó xòe ra. Đó. Cái này là 300.000 một cây. Đó. Cái này là inox. Rất là đẹp luôn.
Đó. Đây là bằng nhựa. Đây là ngay giữa ha. Chỉnh nè, cấp 1, cấp 2. Đó. Đây 300 ngàn một cây ha. 300 ngàn là số 13 ha, cái vòi sen bông cúc. Vòi sen bông cúc 300 ngàn một cái. Đó, các bạn mua ha, từ 3 sản phẩm trở lên là mình miễn phí ship nha. Còn mua một sản phẩm, hai sản phẩm là các bạn tự trả phí ship nha. Dạo này phí ship nó hơi cao ha. Rồi tiếp theo là một cái siphon, tức là cái vòi vòi xả của lavabo, tức là chậu rửa mặt ha. Cái này là cái nút nhắn đó, nút nhắn nè, ở gắn vô chậu rửa mặt nè, nút nhắn nè, nhấn xuống là nó giữ nước lại, ấn lên là nước nó xả xuống nè. Đó, đây là một cái ống nè, nó xả ra nè, ống xả ha. Đó, cái này nó xoay được ha, và cái này cũng vậy ha. Cái này thì mình gắn ở trên cái ống xả xuống này, gắn ống xả xuống này, bắt đầu mình mới chọt cái ống xả vô. Đó, cái này nó xoay được. Đó, đó, một bộ như vậy là 250 ngàn nha, 250 ngàn một bộ, số lượng có hạn nha. Cái này lúc này nó hàng cũng ít rồi. Đó, một bộ ống xả nút nhắn, ống xả lavabo 250 ngàn. Rồi tiếp theo là một cây kéo cắt cành inox. Cái này là rất là đẹp luôn. Cái này là nó kèm theo một cái lò xo, nó kèm một cái lò xo cho mình ha. Lò xo nó nằm ở giữa này ha, rất là bén. Đây, cái khóa nó đây. Rồi cái này là 200 ngàn một cây ha, 200 ngàn một cây. Theo đây là một cái vòi rửa chén nóng lạnh nha, số 17 ha. Số 17. Vòi rửa chén nóng lạnh. Nó có hai sợi dây inox luôn. Đó. Vỏ ngoài là inox, đó ở trong này bằng nhựa gì mình không biết. Đó. Cái này là một bên bên trái là nóng ha, bên phải là lạnh ha. Đó. Gập lên gập xuống ha. Cái này số 17, 450 ngàn ha. Đó, cái này vòi nóng lạnh của chậu rửa chén. Đó, chậu rửa chén nóng lạnh 450 ngàn ha. Cái này là hàng rất là nặng nha. Đó, cái này là 450 ngàn cái vòi rửa chén nóng lạnh 450 ngàn, số 17 ha. Rồi số 19. Số 19 là một cái vòi rửa mặt nóng lạnh ở chậu rửa mặt ha, lavabo. Đó, bên trái là nóng và bên phải là lạnh. Đó, nóng lạnh ha. Cái này nặng tới 1,4 kg nha, 1,4 kg á. Đây, cái này là 600 ngàn số 19. Đó, nó có gioăng đồ đầy đủ ha, gioăng đồ đầy đủ cho mình luôn. Mình về mình dặn ra là gắn vô thôi. Đó, mình dặn cái này ra là mình gắn vô thôi. Đó, có giòn có đồ đầy đủ ha. Rồi cái này là cái vòi giữa giữa mặt nóng lạnh ha, giữa mặt nóng lạnh một bộ 650 ngàn ha.
Rồi tiếp theo là một cái cụm cụm vòi sen nấm lạnh. Đó, cụm vòi sen nấm lạnh. Đó, inox 304. Đó nha, cái này là mình đang xài luôn. Là cái loại này ha, mình đang xài. Đó, đây là mình gắn vòi sen ha. Bên này là vòi xả nha. Cái này mình rút lên là cái vòi sen, ấn xuống là vòi xả ha. Đây, một bên nóng và một bên lạnh. Đó. Đây nó đặt thuốc kịp này lên. Có thêm cái giá giá đỡ vòi sen ha. Một bộ như vậy là 400.000. 400.000 nha. Một cụm sen nóng lạnh 400.000. Đó. Rồi đây là nguyên bộ vòi sen nóng lạnh. Nguyên cụm luôn. Đó, nguyên cụm vòi sen nóng lạnh số 18 ha. Cái hồi nãy là cái này là số 20 nha. Cái này số 20. Đó, cái này là số 20. Đó, cái này là cái cụm không? Số 20. 400. Rồi cái này là số 18. Số 18 ha. Cụm sen nóng lạnh. Đó. Nó còn có một cái vòi sen, một sợi dây inox là 1,5 m ha, và một cái vòi sen và một cái giá đỡ. Đó. Toàn bộ inox hết nha các bạn. Đó. Cái này là 650.000 nguyên bộ vậy ha. 650.000. Đó. Cái cục này không là cũng nặng lắm nha các bạn. Inox luôn nha. Rồi. Một bộ vòi sen nóng lạnh 650.000 số 18 ha. Rồi cái hôm nay cái phần 2 của mình là những cái dụng cụ nhà vệ sinh và nhà tắm. Tới đây là hết ha. Xin chào tất cả các bạn và các anh chị em, cô bác coi mình cái món nào vừa mình xài mình chốt hàng ha, với điều kiện là coi như các bạn mua 3 món trở lên, tức là 3 sản phẩm trở lên là mình bao phí ship ha, còn mua một sản phẩm, 2 sản phẩm là các bạn tự trả ship nha. Rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn, chúc tất cả các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ha. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau ha.